Hello anh em nhá. Đây cho anh em xem cái bộ sáo chục năm này, gác bếp rồi các bạn này. Đấy. Gọi nó phủ một lớp bụi nó tương đối dày rồi. Bồ hóng ấy. Cổng 3, không biết là có âm nó còn đấy không, nhưng mà thấy lướt một số chỗ rồi. Cải tạo lại anh ạ, vẫn cải được. Cải tạo lại vẫn được. Người các bạn nhìn này. Bồ hóng này. Bây giờ là phải đánh lại hết toàn bộ xong bắt đầu sơn chiếc lại cái này. Miệng với các thứ này phải kiểm tra lại hết. Mở miệng của nhau lại, rửa lại. Đấy. Rửa lại bộ này đi thì được, vẫn được. Nó quan trọng là nó không bị chưa bị, quan trọng là chưa bị mọt này, không bị mọt. Sợ mỗi là nó mọt vào cái đầu thôi này. Con này kêu gắt lắm. Con này ngày chưa thả rồi đúng không? Thả nhiều rồi. Trông vẫn ngon lắm. Ngày xưa anh mua bao tiền bộ này đây? Ngày xưa ông Hoan này ông vừa bán vừa cho à. Cùng ba, không biết bây giờ còn kêu được không? Chắc vẫn kêu được. Anh thử xem nó còn kêu được không? Cầm nó lại văng phát. À không văng được đâu. Nó có dây rồi, lịt rồi thì nó không văng được đâu. Thử xem nào. Vẫn kêu được. Đây nào nó bị lứt, nó bị hở nhiều rồi đấy. Vẫn kêu được. Đấy. Bộ sáo hơn chục năm rồi. Gác diều gác sáo. Dân chơi gác diều gác sáo. Diều để đâu rồi? Anh? Diều trong bếp rồi. Đâu? Vác luốt ra đây xem nào. Diều ra đây xem nào. Khai quật bộ diều lâu năm. Đây. Đây xem quả diều. Ui trời ơi. Quả này phải rửa rồi. Điều che liền này. Con này thì cũng tương tự với cả sáo đúng không? Tương tự với sáo. Chục năm à? Chục năm. Dân chơi treo diều treo sáo. Con này lên vẫn đẳng cấp đấy. Phủ một lớp bụi cực kỳ luôn. Đây. Đúng nguyên bộ rồi. Con này bây giờ mà rửa lại đi thì vẫn thả được. Tre này vẫn được đấy. Thả được đấy. Tre này em thấy vẫn được đấy. Tre gác bếp người ta xưa. Vẫn được. Làm vẫn đẹp lắm. Cái này táp một tí đấy. Nhưng mà những cái dây này có khi mình phải thay hết này. Có thay hết cái này. Thay hết những cái mối lối dây hết này, thay hết này. Ông thôi lèo đầu tư cái nào mới. Nhưng mà anh cũng phải chỉ này, tất cả những cái này vẫn để nguyên được. Khâu lại thôi. Khâu lại mình có thời gian mình khâu lại được vẫn được. Khâu lại cho không phải dỡ ra. Không, để nguyên gì. Không khâu đèn lên là được rồi. Đèn màu gì? Đây này. Kể cả từ cái đèn ngày xưa cũng là cái đèn gọi là chế cổ ấy. Con này là đuôi ấy à, đuôi buộc à? Hay là đuôi? Đấy, đuôi buộc ngay chứ phải. Đuôi buộc. Đấy, chục năm diều vẫn chơi được. Gác lên đây thì nó chỉ bẩn thôi. Đấy, các bạn nhìn này, một sáo này. Sáo này. Đấy. Đúng một lớp bồ hóng. Em tí lấy rửa xe rửa qua. Một lớp bồ hóng luôn. Cẩn thận bẩn. Được mà, bộ này vẫn thả được, vẫn ngon. Ngon, con này rồi. Được. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái vòi này để phịt cái bộ sáo đi nha các bạn nhé. Không biết là có được không? Mạnh thế nhở? Fusasa là vẫn được ấy. Fusasa được ấy. Đấy.
lại ngon. Ồ, cứ giữ nguyên màu này đẹp đấy. Ok, cũng bật cho ngoài. Để anh ấy cho. Anh cầm cho. Đấy. Các bạn nhìn thấy bộ sáo 10 năm đấy. Ok nha anh em. Bây giờ sáo, bây giờ chủ sáo anh em ạ. Chủ sáo. Chủ sáo. Đấy, bộ sáo này 10 năm đấy các bạn. 10 năm một bộ sáo đấy. Đấy còn diều kìa. Xịt thử luôn, xịt luôn diều luôn. Anh cho cái chế độ nhỏ ấy là xịt được hết. Này dựng đây tí cho nó khô trong là nâu nước các thứ rửa lại cho nó đẹp. Cứ để đấy nhá, đừng động vào nhá, để cho nó ráo nước nhá. Cầu cầu anh cho dịch ra này. Nếu hở không hở luôn, hở chỗ này gì. Ừ, nếu hở là hở cái vách ấy. Đã, hở vách này. Không hở luôn, không hở, không phải gì cả, chỉ có những chỗ nứt này này này, chỉ có nứt hoặc là sơn thôi, hoặc là mấy cái vách kia không hở luôn. Sơn làm gì, gọt kem gì. Đấy, chiêm ngưỡng lại lần cuối nha anh em nhá. Chiêm ngưỡng lại lần cuối bộ diều với cả sáo 15 nha các bạn nhá. Đấy. Sẽ video test thì sẽ để cho hôm khác quay test cho các bạn xem nhá. Ok, thôi video này tạm dừng nhá. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ là cho mình xin một đăng ký kênh đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Đây, em gửi.